Đó là bài tập đó là số 1. Cái đó là tập mấy lần? 3 lần hả? Rồi thả xuống. Rồi. Đó. Bài này tên nó gọi bài dịch cấn kinh đó. Thức thứ hai đó. Rồi. Hôm nay phải học dịch cấn kinh tiếp. Thái cực lại tập tiếp chứ khoan qua bài cao này. Rồi. Đó là bài đó là chữa là tăng sức khỏe cho ruột già. Bài thứ ba là tăng sức khỏe cho bao tử và thứ nhất là tăng sức khỏe cho phổi. Đó là bao tử thì căng cái bụng, phải nắm bí quyết căng cái bụng. Rồi bài thứ tư là căng cái bè sườn. Rồi, giống như đu cây vậy đó, xoay qua níu nó xuống. Đó. Thứ tư hôm nay tập 6, 7, 8, hôm nay chưa 8, thêm 4 thức nữa. Cứ tập ta ta xong múa cái bài kế nữa. Còn cái bài chân vẫn tập bình thường. Thứ ba thật. Rồi. Cái chân phải kéo phía sau chút xíu. Cái chân á bẹt ra chút xíu, không nằm trên đường thẳng. Đứng trên đường thẳng nó xô té liền. Không đứng trên một đường thẳng, anh thấy chân vẫn trên một đường thẳng. Không, anh quay qua coi, anh bước qua mà tôi xô anh té là anh thua á. Anh quay qua, rồi anh quay qua đây nè, tôi xô này, thấy chưa? Anh phải bước ra, anh phải rộng ra dày chứ. Anh bước dày phải xô bật đứng, tức là cái hai bằng chân phải có cái khe. Thành anh bước vậy là ai đụng cái té mày tập khí công mà con chó nó đụng té mày đụng mèo nó khí công cái bố gì ở đây, tức là khi bước ra phải là giữ thăng bằng, anh coi hai cái gót phải nằm vẫn còn trong đi đường thẳng là không có được, anh tách ra chút xíu nữa đi, hai cái gót không nằm trên một đường thẳng. Thường thường á hai bàn chân á, là nó cách nhau vòng bàn chân này nè, nó phải để gì khi anh kéo bàn chân này lên, kéo bàn chân lên mà nó dày là chết à. Kéo bàn chân lên nó không bằng, kéo bàn chân lên nó phải cách ra vậy bằng cái vai mình đó, phải nắm cái nguyên tắc đó, sửa cái bài đó lại. Đó xong rồi bên kia cũng vậy, bước qua bên kia cũng vậy, bên trái xong bên phải nhớ phải bước bẹt háng này, không bẹt háng là hư cái xương cùng hết, là cái khi mà đứng vậy là hai cái gối nó đè gãy xương cùng, khi mình bẹt ra thì nó giãn cái háng cái hờ đó đặt rồi xô ra. Đó vậy đó, nó sửa lại cái đó sai nó về sửa lại. Xong tôi chỉ bài hôm nay tiếp là bài này để làm để sửa chữa cái gối với cái cột sống với cái thận của anh à. Rồi xong đó là bữa đó học tiếng vô đó thôi gì đó, luôn một bằng chân, khoảng cách một bằng chân, tức là cái bằng chân này nè, đứng dậy nè để ra dậy đây nè, kéo vào đây thì mới quay qua đây, thì khi bước ra phải đây nè nè, xuống một bằng chân này, xuống một bằng chân này, giờ cái gót vào đây nè, kéo thế này, thấy không? Đó thì khi mình quay qua vậy nó mới không té, chứ mà để vậy nó xô bật này, ai vậy là thua, nó rộng bằng khi kéo một chân lên đó, nó bằng một chân đó, luôn luôn nguyên tắc này. Cái đó là tấn pháp của trong ngành võ thuật cũng như trong khí công, cái độ vững chãi khi đứng, chứ mà đứng trên đường thẳng nó té chết. Ai đứng dậy tập, đứng dậy ai đứng như trên đường thẳng sau tập nó không có vững nè, đứng về bản thân qua bên này vậy, đứng về vẫn ai đứng vậy này nó xô ồ chết, chết gió thổi té nữa, trời ơi, đứng trên đường thẳng đó là tập lại cái đó. Xong bây giờ tôi chỉ cái bài mới, cái đó là ôn đó, cái bằng cái mũi chân kia phải quay qua đó, không có chồm cái cột sống vừa đứng thẳng đó, không có chồm người nè, coi anh nè. Thấy không? Thấy không? Nè, thấy không? Nè. Đó. Chứ đâu có phải bước là vậy. Người ta rung người xuống, lùi cái chân, xoay qua. Cái người cột sống thẳng không có chồm. Ai cho chồm vậy? Đứng thẳng.
tôi để cái ly nước trên này mà 2 cái 3 cái xăng ra đó, nghe 90 độ chứ, thấy không? Đó rồi tập đi đó, đó rồi tiếp làm sao nữa, đó rồi cái này ngửa nè, cái chân này co cái gối lại nè, cái chân này phải dơ lên được, anh đứng vậy là anh dồn hết, anh phải dơ lên nhẹ nhàng, nghe tôi dơ lên thôi. Nó anh đứng, anh không hiểu cách, anh làm lại, anh đứng nè, co cái gối này xuống, dở cái chân này nhẹ rồi nè, sau nãy anh lại đứng kiểu gì vậy nè, co nè, nè cái chân nhẹ nè, rồi xô ra nè, mà cái lưng không được chồm, anh chồm thành ra là nó hư cái lưng luôn. Tức là tôi để cái ly nước trên này mà anh nghiêng cái đổ mẹ ly nước xuống không có được, phải thẳng vậy rồi xoay quanh nó nè, khi xuống làm là sửa lại, một lùi cái chân trước, ráng nên coi như có cái ly nước trên vai đừng cho nó đổ, xoay qua thẳng góc đó, xoay qua vậy, co cái đầu gối mình bên phải lại, cái chân phải nhẹ thì nó có là âm, có âm có dương vậy. Xong làm lại xoay qua vậy đó, đó sửa lại vậy, phải coi lắc về clip này em phải coi lại tập lại cái bài đó, múa lại bên kia tôi sửa lại không thôi, nó sai được sai một cả tuần múa cái đó chết cha luôn. Ổn vô rồi nè, bắt đầu cẩn thận nha, nè thấy không, nó lùi cái chân chứ không có, đừng có nhìn, chưa không cần nhìn nó, lùi cái chân nè, lùi cái gì đâu, xoay vậy nè, một hai bằng chân xoay, xô người vẫn thẳng đừng có chồm, cái vai vẫn, cái vai anh xong nó cứ méo thẳng vậy nè, đây là 90 độ thấy không, đó lật nè, bây giờ cái này thì cái chân này quay qua, cái chân sau này xoay ngang, thấy không? Đó rồi xô xoay kéo về đây, có chân về đúng rồi đó, tập lại lần nữa cho nó trúng, nếu không thôi nó sai. Rồi dùng xuống trước, thùng thấp xuống, đừng có cần ngó, lùi cái chân trước, khoan ngó rồi mới quay qua, xô xô đừng có chồm, anh lại chồm, quay cái vai kia lấn sâu quá, vai kéo lại vẫn còn méo, có khi thầy cái sửa cái chân lại, cái chân kéo cho cái vai nó thẳng, cái vai này bên này cái vai nó phải thẳng góc với cái chân, cái vai anh vậy nè, vai ta vậy chứ đó, mà cái người phải đứng thẳng, cái cổ đừng có lệch vào bên này đó, giữ thẳng vậy đó, đúng vậy đó, rồi xoay qua vậy, thả lỏng cái tay ra đừng cứng, rồi co cái gối này lại, co cái gối lại, co co gối lại chút, ngửa chân lên đó nè, mà anh đừng có, đừng có học hôm nay không có kilo rồi hết nè, anh thử giờ anh thử đứng nhẹ thôi nè đó, được anh đưa cái trọng tâm về phía sau đứng nè, bây giờ anh đứng vậy đi, tại anh cứ cứ chồm nó phía trước còn nè, giữa chân có gì đâu thì nó vậy thôi, anh cứ ngửa cái mũi chân lại đó nè, vậy có gì đâu mà sao anh lại trụ chân trước nhỉ, tôi trụ chân sau mà anh không, chân trước không có trọng lượng nha, khi nó qua đây là có trọng lượng, khi nó lùi là cái chân không có trọng lượng nè, nó giống như tay giơ chân ra thôi, còn mà có trọng lượng là khí cặc là cột sống bị phải nắm cho nguyên viên cái nách là có âm có dương, rồi rồi vô rung xuống trước cái đã, cái chân này nhẹ là thế nè, anh cứ làm kéo ra có vô 100 lần theo nhé, hay không đó. Rồi mới để gót quay qua thẳng người cái đã, hay thẳng người đã, để đây rồi xoay, bây giờ xoay cái chân giống hồi nãy là chịu cái này này, dở chân lên có được không nè, đó rồi để giờ kéo bên hông rồi trở lại trụ nặng như trước, xoay lại kéo này cũng đứng vậy nè, kéo chân nhẹ vô, lúc là vẫn được rung cái gối xuống, đừng có đứng sổng sổng là nó nặng, rồi làm lại bên kia xuống múa đây
chỗ này sai còn có bài 1 2 3 4 thì trúng, chỉ có bài này sai nhiều quá rồi lùng thấp xuống trước, lùi cái chân xéo qua cái gót qua, rồi quay cái mũi qua, quay cái mũi này sau rồi xô cái vai sữa đừng có chồm đó, xô rồi xô cái tay, đừng có chồm tới cái tay thôi đó, rồi nhẹ nhẹ rồi xoay. Thì cái này thì cái lùi cái trọng tâm qua đây, đừng tức là anh không phải lượng nghiêng cái người mình dời cái trọng tâm về vào phía chân sau, dời trong cái trọng, kéo trọng tâm về cái chân này nè, tức là anh đứng hẳn rồi này, đứng hẳn qua luôn, anh thả hai tay đây nè vậy thôi đó, mà cái để vẫn để cái chân cho có chứ không không cần cái chân, mà cái tay để đây, đừng có vẫn thả lỏng hết, đừng có cứng ngắc nè, thấy không nè, đi sàn cái người quá rồi về lôi chứ không có co tới co lui, sàn tới sàn lui thôi nè, sàn nó biết sao, dỡ chân lên tập dựng từ xa đó rồi để cái tay bên này, cái chân vẫn để vậy không cần bước rộng, bởi vì anh bước rộng là không cần rộng lắm nè, coi làm lại nè, nè ra thấy không, 1 2 ôm thấy không, xoay này thấy không, xô xoay kéo này kéo đây thì nè, dở chân nhẹ nhẹ lên có được không đó, rồi nhẹ nhàng để trước, đừng có hấp tấp những cái tà từng cái làm cho nó cẩn thận rồi nè, thế là nó khó gì đâu, kéo nhẹ nhàng sao nó làm nặng nề quá, kéo vô đứng lên tức là trụ cái nào ra cái đó, trồm quá cái trọng tâm luôn luôn là lúc thì trọng tâm phía trước, lúc trọng tâm phía sau nè, trọng tâm phía trước nè, cái chân sau nè, còn trọng tâm phía sau nè, chân trước này, nó không bao giờ nó bằng nhau hết á, bên nào là chính, khi đứng lên là cái trước chính, lùi cái sau chính, cái chân trước không có, tôi chặt cái chân vẫn được này, tôi đánh tới nè, là chân trước chân sau tôi không có gì hết, nhẹ hều này. Lùi xương sau trước này, thì anh là cái nào cũng như cái nào hay là chết đâu, khi làm phải trụ, mà khi làm vậy là cái người phải thấp, tức là nó không có đứng lên nè, trước này nặng trước này, chân sau này nhẹ nhàng này, nặng nặng sau này, tức là cái người tôi không có trồi lên, nằm trên mặt phẳng, sau cũng vậy này, chứ không phải vậy, vậy không có sàn quá, giống hình bình hành này. Nó anh phải tập cho cái người nó không có nhấp nhô nè, nặng trước nặng sau nè, nặng trước sau này nặng sau, phải tập vậy, thì cái thắt lưng nó nặng lắm, nó tập lại cái thức nó xong rồi tôi qua cái bài cũng là phần ôn cũng tập đó, anh lại nhúng lên rồi ra rồi á, là cứ dậy sàn vô chứ không đứng lên, anh đứng lên là cái gối nó cong rồi đó, rồi xuống cái người vẫn thấp lên, cái gối vẫn cong đó, lùi cái chân cái ra đó, quay qua rồi cái gối vẫn cong rồi xô đây rồi lùi cái gối sau cong rồi cái chân hơi trước hơi nhẹ lại đó, rồi xô ra rồi xoay qua rồi cũng co vậy rút nó về chứ không được thẳng cái gối, xong mới được thẳng, khi múa là cái gối luôn thấp chứ không được co lại, đó là bài sửa chữa cái bài này. Xong đó tôi chỉ bài mới rồi. Muốn hồi cho nó chuẩn còn ai nhắn nghe này. Bữa sau nó khi vô là không có được nhỏ nhỏ, khi đi xuống là xuống luôn, rồi lùi vậy đó, rồi xoay qua rồi chỉ sàn sàn cái lưng, kéo cái lưng về phía sau, cái gối sau thì co, khối sau co lại, khối khối trước thẳng, cái gối sau phải co thấp lại
đó, anh phải tập tập chỗ đó nhồi tới nhồi lui nhiều lần nè, thấy không nè, cái chân này nó lại co đó, chân này nó thẳng mà anh kéo cho vừa vừa, đừng có rộng, kéo kéo lùi chút xíu nữa. Làm sao dơ lấy nhẹ nè, đứng dơ thì tới đây thôi, đừng có đứng bước tới đây, cái chân mà tới đây mình dơ được thì tới đây thôi. Rồi anh xô lại, rồi anh kéo nè, cái này nè, rồi anh thử dơ chân lên coi nhẹ không đó, đừng có quá cố bên này, lắc rồi cái phải ngửa người mới dơ chân được, cái này chỉ để đó là cái bước vừa thôi đó, dần dần nữa rộng nó vẫn dơ được, là anh khỏe lại. Rộng quá là cố là không có được, mới đầu mình cái khả năng mình lùi tới lùi lui mà vẫn giữ thăng bằng được, cái chân nhở lên vẫn được mới được. Trọng lắc rồi, cái đó phần ôn sửa lại cái bài số 2 xong thì chỉ cái bài mới. Không có chồm, anh chồm rồi đó. Cái chân sau là quay cái mũi, cái chân sau phải quay cái mũi 30 độ. Anh để như là nó bẹt háng rồi, rách cái háng rồi. Đó, nó hai cái mũi nó phải hướng về mặt trước. Rồi xoay cái tay bên kia nhé. Đó. Vì cái chân rộng quá kéo kéo là sao trụ chân sau vô chân trước được đó, đừng có rộng quá, cái canh canh trước chứ không phải là bước cho rộng lát hồi cái luôn được, bước vừa vừa thôi, đừng có bước quá rộng, vừa cái lực lực của mình thôi, để lát hồi mình lùi cái chân nó nhẹ, bước tới chân nặng lúc lùi chân sau chân trước phần nhẹ mới được, thì khí nó mới tụ ở đan điền được, không thôi nó chạy tùm lum không chữa được bệnh đâu đó. Bây giờ